chắc sẽ xa các bạn quê nghèo lâu lắm. Chị Bạch Liên Lương, vì thế nên tụi em đến bến nước Dịch Dương để đưa tiễn chị và dâng lên sáu bông sen trắng kỷ niệm buổi chia tay. Dâng lên chị sáu bông sen trắng, phải chăng em chúc chị có ra đi luôn luôn tốt đẹp như sen, và đừng bao giờ quên đầm sen nước đồng bùng hôn đã dung bồi cho đóa sen kia. Đóa sen cao quý nở trong bụng mà những dân tình tôi em chúc chị. Mỗi chia tay nhìn nhau lệ, em dán dáng chỉ có lên thầm cũng nhớ mãi quê mình. Nghe những lời em tiễn biệt ly ngấn lệ trào quyên mi. Chị đã đi đừng bỏ bên sông này, đừng quên bạn quê xin thề giữ lời em dặn không mà bỏ đầm ao sen. Thôi chị ở lại bến Tịch Dương chờ thuyền tới rồi ra đi mạnh giỏi, em về lo đi chài đi tía. Em yên má, ông ngoại và dì Lan Hà đâu không có đi với má. Nếu ngoại và dì Lan Hà không cùng đi với con và cha mẹ, con có buồn không? Sao ổng buồn? Vậy mà mới đây cha con nói để cha đi đón thuyền ông nội, còn ông ngoại thế nào má cũng năn nỉ cùng về kinh đô để sum vầy với nội một nhà. Nào ngờ ngoại công đi theo má con nhớ con thương. Ngoại cha không muốn dẫn bước theo đường quan cứ quyền quý cánh xa quê nghèo từ lòng nương áo sung dày yên vui. Kìa, cha con trở lại, thuyền đã tới chưa anh? Thuyền chanh sắp tới, còn nhà cụ đâu chẳng thấy cùng đi. Vì cha em quê hèn thân phận nên không dám về nơi thềm ngọc cung sông. Làm xuôi gió dưới đại quan vần, ra vào giữa ba quân e lễ nghi gìn giữ không tồn. Tại nhạc phụ kim cung và nắng tình thảo cây, chớ đâu phải quên xưa cũng làm cần quan. Dầu vậy nhưng có lẽ cha em tự thấy mình là người Hán tộc nên không muốn về với vua Mông Cổ Nguyên Thuận Đế hung hăng. Kìa chú Mã Sơn con. Dạ con kính chào thân phụ. Dạ con là Bạch Liên Lương kính chào cha. Con là chú Liên Phượng xin lại mừng ông nội. Ngoan quá, cháu nội của ta ngoan quá. À mà sao không có mặt Bạch Lưu Công? Dạ có, tôi đã đến đây để đưa tiễn con rể và cháu ngoại tôi theo đại quan về kinh thị. May quá được gặp Bạch Lưu huynh đây. Chú Mã Kỳ này xin người bạn đồng liêu cũ, cứ tha cho những chuyện qua rồi mà tôi cố tình không ân thuận chuyện lứa đôi nên gây ra cảnh gian dở khóc cười. Dạ được nghe chú đại quan nói vậy, tôi cũng cảm ơn nhưng xét chỉ phận mình. Không phải tại ai mà chỉ tại cảnh nghèo hèn nên bị chối từ vì câu hộ đôi môn đăng. Thôi gặp hôm nay hờn xưa xin xóa sạch, mời Bạch Lưu huynh bước xuống khoan thuyền cùng về kinh, sum họp một gia đình hưởng lộc tiều già vui vẻ với thông gia. Dạ không, cảm ơn chú đại quan chiêu cô, nhưng tôi không thể đi trở lại triều đình vì còn phải giữ gìn chăm sóc mái thảo trang
giả lại tôi cũng không ngắm xa mã quan trường. Những nhạc phụ thương hai con và gia đình đoàn tụ tin cha con đây mà tạo cảnh xuân về. Thầy cha bảo em gái con Bạch Lan Hà cùng theo cha già để qua nghiệp. Hay má con ơi hiền ngoại đừng vô dự, ông nội biểu quân đi rước gì con vô lẹ lẹ. Quân không nhất định rồi đừng phiền quân sĩ, tôi không thấy nào lìa bỏ thôn trang. Ngoài ngoài tâm đi phượng cũng theo ngoài trở về, công cháu không có quyền bỏ mẹ bỏ cha. Thà hôm nay đổ lễ khóc chia lìa mà sau này còn có dịp gặp nhau. Thôi tất cả hãy xuống khoang thuyền. Quân dạ. Bắt trói Bạch Lưu Công đem xuống khoang thuyền phía trước. Dạ. Liên Phượng té xong con Yến ơi, con nhỏ té xong kìa con. Đâu tía? Kìa kìa, nó đang trồi lên hộp chuông phía trước xuồng mình. Vậy mau mau vớt nó, kẻo nó chết chìm. Tía nhào theo đi vớt lên kẻo nguy. Ý, tao không dám đâu, bởi tao không biết lỗi, mày đừng có suy bậy. Thôi tía chèo ghe để con lội theo. Ừ, hay thiệt cha, con nhỏ nó lội hay như con nhái bầu à. Kìa, chú Lý Ca, mau dừng chèo lại cho tôi mượn thuyền tìm vớt con tôi. Con của công tử có kẻ vớt lên rồi, nếu ông muốn thì hãy theo tôi mà tìm nó. Công chúa Thiên Dung, có phải chính công chúa đã vớt con tôi trên dòng nước thì xin cho tôi được gặp nó dưới khoang. Để tôi đem con tôi trở lại với gia đình, vì muốn cứu ngoại nên bị rơi xuống nước, còn tôi thương nó lội theo. Nhưng nước chảy như băng tôi không tìm thấy nó, nếu công nương lúc du thuyền vớt được con tôi thì tôi xin lấy đầu tạ ơn cứu tử. Kìa, có gì đâu mà tán sĩ Chu Mã Sơn thi lễ với một người từng cảm mến họ Chu. Hả? Công dân, công chúa Thiên Dung con gái vua Thuận Đế từng mến tài thao lược kiếm lung và đã đắm say cung nhạc sáo não ngùng. Chu Mã Sơn là một tiêu lang cũng là tán tướng Việt Anh hùng. Kể từ lúc người chưa rời điểm ngọc thì kẻ này thầm lòng yêu thương, tính ra đã 10 năm trời xa cách, người ra đi với Bạch Liên Nương thì tôi ở lại cung vàng vẫn thấy lòng giàu dạt vương vương. Thôi, chuyện ấy đã thành dĩ vãng, bây giờ tôi chỉ cần công chúa chỉ con tôi. Nếu tá sĩ cần thì hãy theo tôi bước xuống khoan thuyền tìm nó. Xin dân. Cha tôi đâu? Rồi, ông bị công chúa nói gạt đưa ông xuống thuyền loan rồi. Cha của con bị gạt, còn má con đâu? Hay là má con đã bị nội con trói chặt dưới kia, rồi gạt cầm đem về giết chết để thân con chịu cảnh bơ vơ. Chú Lý Ca ơi, con không hiểu tại sao nội con dữ quá làm cho con cờ cách mẹ xa cha. Ông ơi, con hiền hậu và nuôi sống nội biểu quân bắn trôi, con không biết có chuyện gì quán ẩn mà ông nội con gây cảnh trạng kia liền. Kìa, cháu Liên Phượng. Có gì Hà đi kiếm cháu kìa. Cháu hay theo gì Hà về tròi, để cha con chúng đi với cá.
nghe đây, hai tin vui hoàng triều. Trang sĩ Chu Mã Sơn sắp thành hôn cùng công chúa Thiên Dung, và người đẹp Bạch Liên Nương sắp trở thành vương phi của vua Thuận Đế. Nói láo! Cô là ai mà dám nói tên quân truyền rao mạch dân nhà nói láo? Tôi là Bạch Lá Hà, em ruột Bạch Liên Nương, và là em vợ của anh Chu Mã Sơn, nên biết rõ cả hai thông tham sang thù nghĩa chung tình. Ai biểu xấu tất là nói láo, tôi xin thề phản kháng không thôi. Tại cô thật thà nên tin tưởng, dù giờ cho ngã tình đời bạc trắng như vôi. Ai nhiều tiền thì thiên hạ theo đuôi, nhưng anh chị tôi không phải kẻ tầm thường mà ông đặt điều đi nói xấu nơi nơi. Nghĩa là cô không tin? Không bao giờ tin, và vì cháu tôi sẽ tìm ra sự thật. Khoan, cô Lan à, kiều réo làm chi cái tên quân nói láo? Ông là ai? Thở chài, nãy giờ đứng nghe ông nói láo thì ông đoán trúng. Tôi nói đúng, nãy giờ tôi thử bụng mấy người chơi, chứ sự thật thì Bạch Liên Nương không có chịu làm vương phi, còn ông Chu Mã Sơn bị ép buộc, nhưng mà ông không có còn ở trong triều nữa. Nghĩa là ông đã ngã chuồn rồi, bây giờ ngơ ngác quan quân, nên công chúa sai tôi đi tìm. Nếu thế là không còn đám cưới. Ông Chu Mã bị bối rối hơn ai, sợ việc này ông bị quả lây. Nếu Chu Mã đi không trở về, ông ấy nếu Chu Mã trốn luôn, ông bạn đem tôi vô thế chỗ. Úi, bộ muốn đứt đầu sao nói chơi vậy ông bạn? Thôi nói vậy là tôi xin kêu và rút lui ngàn dặm, trở về xuồng cùng con gái tôi đi lưới cá chắc ăn hơn. Tía, tía con gái sao tía? Mà chú mày hỏi chi vậy? Không ấy tía làm ai cho tôi cưới gái tía đi. Thôi chú đừng có về, rồi lo hồi không về. Con tiếp điều không lẽ tía về, thường gì gái quê. Nếu mày càng đám dân dân vô chiều, cả đám tụi tôi xin giá con. Rồi chắc không? Ai vô chiều đâu theo tôi? Để tao về kêu con Hà con Phượng vô triều thăm chị và má nó, dám hùng dư sức. Mau lên đi ông nhã. Tuyền móc mắt và tra tấn Bạch Lưu Công để tìm tung tích của Chu Mã Sơn lẫn trốn. Chu Mã Thông xin lãnh lệnh, Chu Mã Kỳ bất lực. Ngài không giữ được con ngài ở ngôi vị phò mã, rồi cũng không thuyết dụ được Bạch Liên Nương. Muôn tâu hạ thần sẽ ra lệnh tấn công. Hãy ra cáo thị cho dân Hán tộc, ai lấy đầu Chu Mã Sơn sẽ được đãi ngộ như là đại dân Mông Cổ. Dạ muôn tâu. Thôi, bá phụ còn tiếc rẻ diễn, Chu Mã Sơn muôn đời vẫn muốn làm dân Hán ngu si. Đồ thông Chu Mã Sơn nói đúng, ngài hãy cấm miệng, thi hành. Phụ dương, sao phụ dương truyền giết Chu Mã Sơn? Thiên Dung, con không nên quyền tưởng đến kẻ thù đang mưu đồ tạo phản. Phụ dương nói Chu Mã Sơn, chính em họ của nó cũng xác nhận. Chu Mã Thông. Dân, nếu không thì anh Chu Mã Sơn đâu có theo họ Bạch hơn 10 năm nay như đồ phản nghịch, và rõ ràng vừa trốn cuộc hôn nhân. Còn cha đã chiều con mà lôi kéo Mã Sơn, nhưng nó chẳng siêu lòng, còn khinh bỉ duyên con thì con tội gì đeo đuổi kẻ vô lương. Dạ không, sau phụ dương con nghĩ rằng tráng sĩ Chu Mã Sơn không lẽ hứng hờ trước tình tha thiết của con, xin phụ dương đừng làm nghĩ đổ thương. Nhưng hiện giờ nó đã trốn cha thì làm cách nào tử lễ tân hôn, hay con nên phải lòng đổi hướng lương thiên, cha đã chọn rồi đô thống Mã Thông. Hả? Phụ dương chọn Chu Mã Thông? Không bao giờ. Công chúa, đồ thống đừng buồn, bây giờ trẫm cho phép khanh tự do thu phục lòng công chúa. Tạ ơn bệ hạ. Dạ, tiễn thiếp là Bạch Liên Nương tự ý nhập hoàng cung để dâng lên gương dương khôi vàng thò. Bạch Liên Nương, nàng đã đổi ý rồi chăng? Dân, tôi đã đổi ý quyết yêu vua. Hả? Bạch Liên Nương, sao vừa ghét vua bỗng chốc
nói yêu vua. Tôi ghét vua vì luyến tiếc tình xưa, nay tất cả vùi sâu trong biển hận. Nàng quán hận Chu Mã Sơn vì cha con nó âm mưu đem cả nhà họ Bạch bán cho vua để đổi lấy ngôi sao. Tạo quý quyền với mối tình công làm phò mã của quân nên thiếp đổi thay lòng, vẫn đời mình cho quân vương. Ai phi, trẫm sẽ mua gấm lụa trải đường cho phi với trẫm đi qua. Xin tạ ơn bệ hạ. Phụ vương, sao phụ vương chọn vô phi là con của kẻ thù họ Bạch? Tôi là kẻ thù. Phải, cha con mi là Hán tộc, theo bọn Lưu Nguyên Chương chống lại triều đình Mông Cổ của cha ta. Hơn thế nữa, mi là tình địch muôn đời của Thiên Dung công chúa. Thiên Dung, con không được sổ sàng với một vương phi, hãy quay lại với mối tình đồ thống. Không, con không thể yêu ai khác nữa nếu đời con không có Mã Sơn. Một anh tài không có ai lão thông kim gió lại cũng là người nghệ sĩ tiêu an. Xin công nương đừng mơ ước chuyện diễn chung, mà nên nghĩ đến người đang dùng tưởng công nương. Con phải nghe theo lời khuyên giúp của cha già và của vương phi với bao lời lẽ thật thà. Không, con không thể thay lòng dòng ước của riêng con. Với bất cứ giá nào con cũng tìm cho được Chu Mã Sơn. Thì hãy lui vào trong mà tìm kiếm nó. Nguồn tao có chàng bán lụa muốn vào dân hàng quý lên vua. Thật là đúng dịp, cho vào. Nguồn tâu, trước khi chọn lụa, thần thiếp xin quân vương truyền thả phủ thân. Được, trẫm sẽ đích thân đi lo việc đó cho phi. Trẫm đi đây. Xin lĩnh bà mua lụa. Kìa tên bán lụa, mi có lụa gì? Nguồn tâu, lụa có rất nhiều màu, xanh, vàng, hồng, tím, và có cả màu nâu, màu bạc với màu đen. Màu nâu, màu bạc với màu đen, nơi cung điện xa hoa đâu có ai dùng tới. Phải, màu nâu của hạng người da phơi nâng chơi, mà tôi chỉ dành bán cho tráng sĩ Mã Sơn. Mi cũng biết Mã Sơn. Tráng sĩ còn dặn thêm màu bạc với màu đen để tận liệm cho người hai xác chết. Hai xác chết? Xác thứ nhất chính người đã quyên sinh trên đơn nước, xác thứ hai là tình nghĩa mối duyên xưa. Hai nó âm mưu giết vợ hai chân thì phải chết như những con hổ dữ. Có lẽ nó cũng hiểu số phận như thế nên đã tự quyên sinh hủy diệt linh hồn. Để khỏi cảnh mất con lìa vợ giữa đường trần, vì nó muốn trong mọi người thân mến để đi tìm giấc ngủ năm không có ngày.
lời nguyện của Quán Thân. Với vậy đầy cánh trái đang cay đắng. Tại sao người biết rõ ràng tâm sự của Mã Sơn hay là... Dạ, tôi biết rõ là do lời trăn trối. Lời trăn trối lại mang nhìn quan. Phải, người quan hận kẻ đã gây nên bảo tôi để cho mỗi chồng quan phải đổ lệ chia lìa. Siêu lạc vợ con tan nát cả lời thề. Người muôn khác muốn la cho đất trời sụp đổ, lời nghẹn ngào không dám thoát qua môi. Vì thế nên người chỉ khóc mà thôi, rồi gửi trao tôi kinh chút nhỏ. Nhờ có tìm tao lại đứa con thơ để nó giữ gìn kỷ niệm của người cha. Sơn thường cất tiếng gọi gian sau những buổi chiều thao giờ tim. Nơi người ấy đâu buồn. Linh bảo sẽ vui hay buồn khi Mã Sơn chết thật? Nếu chú Mã Sơn chết thật thì ta sẽ cười vui thỏa mãn. Vì chính nó đã dùng chôn tình nghĩa nở gạt lừa để hại vợ hại cha. Nhưng sau phút điên loạn cười vui chắc là ta phải khóc đến trọn đời trong ráo lệ. Khóc cho tâm ta nửa chừng gian dở và khóc cho con mình chịu cảnh không gian. Con của ta trời ơi không biết hiện giờ này nó sống chết ra sao mà ta chưa trở về tìm. Còn lo giải cứu phụ thân thoát khỏi cảnh tù đàn. Kìa, Dương Phi đã mua lụa chưa? Chà, lụa tốt quá mà. Dạ, dạ lụa này xấu quá nên thần thiếp không mua. Xấu quá mà. Lụa này chỉ có thể dùng vào việc bó xác chết hoặc làm dây xử lão bọn tù. Thôi, hãy đem xuống trại tù mà bán. Vậy hả, cha thần thiếp đâu không thấy? Chúng ta cho đô thống mời lão Bạch về dinh để thay đổi quan phục. Xin tạ ơn bệ hạ. Dạ, có đàn mỹ nữ tài hoa xin nhập vào hoàng cung để múa hát làm vui cho bệ hạ. Ồ, hay lắm, cho đi vào. Thị vệ, dạ, dân ngự tử, nào múa hát lên xem. Dạ, chúng tôi xin dâng lên vua và lĩnh bà vũ khúc đẹp cánh sen trong vùng. Quá, múa tiếp cho Dương Phi ta xem. Kìa, bỏ hết rồi sao mà lui đi? Khoan, ta muốn hỏi về vũ khúc cánh sen trong bụng. Các người muốn khen tặng hay mỉa mai ơi? Dạ, khen tặng thì chưa biết ra sao mà khen tặng. Còn mỉa mai thì chúng tôi đâu dám. Bạch Lan Hà em, đừng Dương Phi đừng rời khỏi kim ngai mà để lạnh giấc vàng bể. Không em, với Dương Phi tôi là người xa lạ, có còn chăng là câu chuyện của gia đình mà tôi muốn tìm gặp chị. Để lo liệu cứu cha lắm ngày.
Bạch Lan Hà, em cứ sĩ già khi đi, dù sau này em sẽ đã thấy nãy giờ còn hiểu làm sao nữa. Thời liên phương cung, tôi chỉ là đứa nhỏ trôi sông đi kiếm cha tìm mẹ. Ba đừng chạm đứng tôi mà ôi thanh nhớ vợ thân nhà. Mẹ của tôi chỉ là kẻ nhà quê nghèo khổ thật thà. Chỗ mẹ ở là cốc liệu tiêu dèo, chớ đâu có đền đài rộng lớn uy nga. Còn cha của tôi thì quần dài xin dân kia. Bạch Liên Nương,
chính nàng vừa hành thích vua phải không? Dạ, trên dũng máu vua có để rơi tấm lụa đủ màu. Chắc kẻ hành thích là tên bán lụa. Dù là tên bán lụa, Bạch Liên Nương cũng là đồng lõa sát nhân, phải quỳ yên mà chịu chết. Đô thông có thể cúi mặt nghe lời một người đã nhiều lần biệt tin đô thông hay sao? Nhưng ta hành động vì vua, vì một ông vua già tham lam, cùng một lúc muốn thu về tay bao gái đẹp, trong khi đô thống khát khao tình. Chàng trai hùng khổ hận thật xứng đáng một vài nhân để mà không phượng thần. Nếu đô thông thương tình thì Liên Nương hân hạnh lắm. Ta nguyện quý yêu nàng dầu hy sinh kiếp sống. Ta sẽ chiều y Bạch Liên Nương. Vâng, dạ. Vương cháu hãy tiến cần giết chặt hoàng cung, giết cho được vua thuận đế. Vâng, dạ. Hãy hộ cháu cùng vương thoát khỏi hoàng cung đạo nạn. Bá phụ Chu Mã Kỳ dẫn một mực trung quân, thò vua đi lánh nạn. Đèn dầu leo im lặng tư bề. Có lẽ chú Liên Phượng con ta giờ này còn say. Cha, cha con đã về cha. Liên Phượng, dì Hà ngủ với con đây chứ đâu có cha nào về. Trời ơi, nó nhớ cha nó nằm kêu gọi tới cha, mà cha về tới cửa không dám bước qua không cửa. Hay là ta cứ vào thăm con cho đỡ nhớ. Hai ai đó? Cái gì vậy chị hả? Tên trộm kia đứng lại. Vì cháu ta nghèo lắm, mới vào định ăn trộm gì đây? Có khai không? Dạ, dạ để tôi khai. Tôi quả thật là một tên ăn trộm, nhưng không trộm bạc tiền mà chỉ trộm tình thương. Của đúng kẻ mất cha sống với gì quạnh nhau trong mấy năm. Tôi mới lẻn vào tên bán lụa,
quen biết gì mà sao và được trăng trâu nhờ tôi về đây nuôi dạy cháu. Ai đó, có phải tiếng thằng Sơn không? Kìa, ai đó, là... Phương, ngoài đây mẹ cháu. Trời, cha nó bị mù rồi. Không phải. Nhạc Phương, Sơn, chú Mã Sơn đã về. Dạ, dạ không. Cháu vui mừng cảm xúc nên mới gọi lầm là nhạc phụ mà thôi. Còn chú Mã Sơn đã chết rồi lâu lắm. Vậy mà tôi cứ nuôi ảo tưởng thằng Sơn còn sống để thay tôi tiêu diệt bọn thanh tàn. Nó đang nghinh ngang chiến mã kỳ ngai vàng. Vua Thuận Đế đã tâm lăng móng cổ đã đạp chàng dân tộc quê hương. Nó còn tháo thêm một số tay chân thành đi tiền bạc dần theo nó quên tất cả sanh linh đau khổ muốn cười bằng máu lệ dân lành. Lão ba hãy vào trong yên nghỉ. Vua ngoại đã đến thảo trang, ai hậu hãy vào dân an gia cảnh, chậm chờ đợi bên cầu. Xin bệ hạ hồi cung đừng chờ đợi. Một bà hoàng đâu được phép đơn độc hành trình. Nếu bệ hạ đợi chờ là bệ hạ không thương thần thiếp. Ừ, sao lạ vậy? Vì thiếp ái nái lo âu cho bệ hạ nóng lòng chờ đợi mà không yên bụng dân an. Vậy là cẩm hồi cung trước. Nào, hãy cầm tay trẫm trước lúc chia tay. Xin tạ ơn bệ hạ. Trời ơi, xấu hổ quá ngoại ơi. Thôi đi vô cha phụ. Kìa, em à, Liên Phượng cung. Thôi cha ca, tôi không phải con bà không phải mẹ tôi. Con, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Một người mẹ không bao giờ nhớ bờn. Không nhớ bờn mà mới bữa trước bà làm vợ lão vua già, nay cười cợt nắm tay ông vua trẻ. Thôi đi đi cho khuất mắt bà ơi. Không con ơi, mẹ về đây là để ở bên con mãi mãi, chứ đâu phải về đây đổ lệ khóc chia liền. Con đuổi mẹ đi như xưa đuổi kẻ thâm thù, mẹ không giận không buồn tiền quán hận vì biết rằng con đuổi mẹ mà thương. Có gì đau bằng cánh mẹ xa con phải nuốt lệ dằn bao thương nhớ. Thêm nỗi khổ là cứ lặng thầm chứ đừng tiếng nhúc nhích. Đi tàu một ngày về âm em tươi sáng. Thì ngày về đêm nay đây, chứ sự có mặt của tên kia không tươi sáng.
một lần như vậy, bữa nay lại nghe thêm một lần như vậy, không lẽ bà cứ ngoài nuôi tới hai lần? Phải, mẹ thương tới hai lần thôi. Thôi, dù tôi có thương bà cũng không dám tin lời kia là sự thật, vì ngoài sao mà chết? Bà chết rồi ngôi báo bỏ cho ai? Kìa cha, cha con lại cha tha tôi. Bà tội gì? Tội gì mà không bị cầm bị trói, không bị ai quét mắt khảo ra? Trời ơi cha! Cầm và đi ngay! Cha đuổi con đi! Tôi sẽ chém bay đầu hoặc là tôi tự sát nếu bà không lập tức ra đi. Đi không? Ra đi! Xin cha dừng gươm lại rồi con sẽ tạ từ vĩnh biệt ra đi. Con kính dân cha Liên Nương trở về đầu phục lại, xin truyền cho dân Hán tộc được hay? Thôi dẹp đi đừng sao chuyện nữa. Thần ngao ngăn lắm rồi, xin thằng bao chúa vua cha. Công chúa định đi đâu? Tha lên những kẻ phản dân như chú bỏ xuống đi tìm. Công chúa mắng tôi à? Phải, chính tôi vừa phản kháng phụ vương, đã tạo cho Thiên Dung có hành động vô tâm. Bằng thế lực vua hoàng như cha tôi phân nhân dùng mình nó quyền ác đảo dân rồi tôi dân tôi đây còn phụ vương hắn tàn bạo ngày mai đây cũng đánh khỏi luật trời dài đã giữa. Công chúa đừng có ý nghĩ bi thương mà phán lại vương. Tôi sẽ đi đi từ biệt cung vàng xa lắm một ngày ta. Tôi khuyên ngài nên quay về dân tộc để đánh hồi bại dân. Lão, không bao giờ. Rồi ngài sẽ thấy, tôi đi. Dạ bẩm đô thống, Dương Phi đang loạn trí, bệ hạ truyền cho ngài mau tìm thầy phù chữa trị. Lui! Dạ, vợ chồng em là thầy phù thủy, quan quẻ âm dương, biết Dương Phi thọ bệnh viên.
nên đến gấp nơi đây để ra tài làm phước. Chữa trị cách nào? Dạ, vợ em làm phép tại đây là linh bà trong cung hết bệnh. Chữa trị bao? Dạ, chồng em mới là chuyên môn ngồi đồng, còn em thì êm. Này bơ âm bình tương, hãy nghe ta đây. Ta cai quán quá tình là mù mịt, là gian tu đây trị bệnh cho liên lương. Vậy âm bình bài cấp mà bốn phương, mau xét khỏi ma nào ám hại, mà chó, ma mèo, ma lương, ma nhai, hoặc là ma ở biển, ở sông, mà bông kèo bông bu lòng sông. Xin để đầu lại anh tha chết
mở lòng chờ đợi ngày nay, ngày chiến thắng được đoàn viên huynh đệ. Anh Chu Mã Sơn, anh có biết không, chính Bạch Liên Nương đã lập kế giả bình điên để giữ vua Thuận Đế ở hoàng cung và đứa lửa vào hỏa thiêu cung điện. Thay ra em đã hy sinh, vậy mà lâu nay nhạc phụ và anh lầm lạc. Em hy sinh để được nhìn con và được thân phụ thứ tha tội cũ. Còn đối với anh, em không có ước mong gì. Không!